Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em Vacuum Constantine Overseas. Và đây là một cái khay chứa full box chiếc đồng hồ này mà bên mình đã bỏ sẵn ra để tiện chụp full box cho anh em và quay video lên để nhờ thì cũng để cho anh em thấy rõ luôn. Đầu tiên thì ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái hộp giấy như này các bạn nhé. Có logo Vacuum Constantine ở phía trên. Đó. Khi các bạn mở cái hộp giấy đó ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp như này. Đó, có logo Vacuum Constantine ở đây. Cùng với đó là một cái ngăn để chúng ta mở. Ngay phía dưới này của chúng ta thì sẽ là những cái chi tiết như này. Đó. Với những cái chi tiết như này thì chúng ta sẽ có cái gì? Đầu tiên là một cái Poicon de Geneva đi kèm với certificate. Đây là một cái chứng nhận Hallmark of Geneva của những cái đồng hồ đạt chuẩn Hallmark of Geneva. Và Vacheron thì các bạn biết là luôn luôn là nếu mà chuẩn full box full set thì sẽ có cái chứng nhận này đi kèm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy ngay nó ghi rõ là Vacheron Constantine, mã của chiếc này là 4500V-110AB128, sử dụng bộ máy là Calibre là 5100. Đó, cũng như ở đây thì các bạn sẽ thấy là số movement cũng như là số liệu đầy đủ. Ở phía trong này thì đây là cái chứng nhận của chiếc đồng hồ này đạt tiêu chuẩn Hallmark Geneva hay còn gọi là Poicon de Geneva này. Và đây là một cái kẹp chì với dấu Poicon de Geneva. Đó. Và các bạn sẽ có một cái warranty đi kèm với một cái passport. Với warranty này thì chúng ta sẽ có là cái date ở phía trong. Ở đây thì sẽ có cái date là mùng 10 tháng 5 năm 2018 các bạn nhé. Đó, mua tại đại lý của Vacheron. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái passport về đầy đủ thông tin về chiếc đồng hồ này, kể cả về mặt số luôn. Đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ảnh chụp mà chiếc đồng hồ đây Overseas này. Khi các bạn mở tiếp ra thì nó sẽ có đầy đủ thông tin như là case number, chiếc này là 1388287, thân thép không gì, serial của máy có đuôi là 9558, chất liệu dây là metal, tức là dial là metal, dial của nó thì cũng sử dụng cái chất liệu là kim loại và sau đó sẽ được phủ một lớp sơn mài xanh rất là đẹp. Thân thép không gì, Hallmark of Geneva Certified này là cái mà các bạn vừa xem lúc nãy đó, với đầy đủ các thông tin ở đây. Tiếp theo thì chúng ta mở ra thì chúng ta cái hộp này sẽ là chứa certi và chứa các cái đi kèm các bạn nhé. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có là hai bộ dây nữa đi kèm. Hai bộ dây ở đây thì chúng ta sẽ có một dây cao su và một dây da. Sợi dây da này thì chưa dùng các bạn ạ. Dây cao su thì chắc là dùng một ít rồi. Và dây da của chúng ta với cả sợi dây thép nữa đang lắp vào đồng hồ. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái khăn có logo của Vacheron Constantine luôn. Khăn này cũng chưa sử dụng các bạn nhé. Và cuối cùng thì là chiếc đồng hồ của chúng ta. Đây là một chiếc Vacheron Constantine Overseas phiên bản 3 kim. Và nó sẽ có cái mặt dial là màu xanh. Và màu xanh trên những chiếc Vacheron này thì luôn luôn là màu xanh mà họ gọi là Lucky Blue, tức là xanh sơn mài. Màu xanh của nó khác biệt hoàn toàn so với màu xanh của những thương hiệu khác. Mình sẽ cùng lau qua cái dial này để sâu cho anh em. Trước đây thì ICS đã đưa lên hai cái sản phẩm mà Vacheron này, mặt màu đen và mặt màu trắng bản 3 kim. Còn hôm nay thì bên mình sẽ về đó là phiên bản mặt màu xanh. Thì với phiên bản này thì mặt xanh nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều. Và bao giờ là mặt xanh cũng là cái phiên bản đắt nhất. Các bạn đã xem chiếc GMT Blue và chiếc Chronograph Blue của dòng Overseas này rồi. Còn hôm nay thì sẽ là hoàn thiện bộ 3 với cái mặt số là 3 kim 1 lịch màu blue. Và màu blue của nó thì khi mà mình quay ở trong nhà như này thì nó sẽ không lên rõ lắm. Tuy nhiên khi các bạn ra ngoài nắng thì màu blue này của nó sẽ rất là đẹp. Các bạn chỉ cần cho một chút ánh sáng vào thì các bạn sẽ thấy ngay cái ánh blue nó lên tuyệt vời như này. Đó, và màu blue ở trên chiếc này nó sử dụng là sơn mài cho nên là rất là sâu. Các bạn nhìn nó càng ngày nó càng xanh thôi. Đó, các bạn có thể thấy là tùy từng góc độ của nó thì cái màu blue này của chúng ta sẽ được lên rất là đẹp. Khi ra ánh nắng mặt trời trực tiếp thì nó sẽ xanh ngát nha.
Đó. iSet thì có chụp ảnh đầy đủ full góc cũng như là ảnh mặt số rất là kỹ. Anh em có thể theo dõi trên Zalo cũng như là Facebook của iSet để nhìn thấy những cái bức ảnh khi mà ra nắng như này, chụp lên rất là đẹp. À, chiếc này của mình thì có size là 41 mm, có độ mỏng vào khoảng tầm 11 mm, và thực sự là với cái size này thì nó đòi hỏi tay anh em phải tầm 16.5 cm đến 17 cm thì chúng ta đeo mới đẹp được các bạn nhé. Đó. Các bạn đừng nghĩ là các bạn đang đeo những cái size 42, 43 mà có thể là đeo được, vì chiếc này là như các bạn thấy ở đây là cái phần lắc to lắc của nó tuy cụt nhưng mà nó lại kết hợp với cái phần E-link này cho nên là nó sẽ cong ra một đoạn. Và chiếc này thì nó sẽ tương đương là các bạn đeo size 42 của thương hiệu khác thì nó sẽ đòi hỏi tay các bạn phải từ 16.5 cho đến 17 cm thì chúng ta mới đeo được chiếc này. À, chiếc Vacheron này có thể là thay dây rất là nhanh. Mình đã show rất là nhiều trong những cái video của những chiếc Vacheron Overseas trước đây rồi. Đó, một sợi dây thép được làm cực kỳ thông minh. Thép không gỉ và chúng ta sẽ có hai cái nấc vi chỉnh ở hai đầu này. Đó. Mình sẽ đóng cái nấc vi chỉnh này vào. Và khi các bạn cần sử dụng thì các bạn chỉ cần dùng lực các bạn kéo ra thôi. Đó, các bạn để ý ở đây nhé. Đó. Cái hai nấc vi chỉnh này để cho chúng ta có thể là điều chỉnh cái dây nó fit với bất cứ cổ tay nào. Và sợi dây thép của dòng Overseas sử dụng cái thiết kế lấy cảm hứng từ chữ thập Mantis và nó rất đẹp. Đây chính là cái hình ảnh chữ thập Mantis, cũng là cái logo symbol chính của dòng Vacheron. À, đi kèm nữa thì chúng ta sẽ có sợi dây da cá sấu màu xanh navy hợp với mặt đều, và sợi dây cao su của chúng ta cũng màu xanh navy cực kỳ hợp. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có cái khóa. À, về cái khóa của dòng sản phẩm này thì cái khóa này cũng rất là thông minh, khi mà các bạn có thể tháo lắp rất là dễ dàng. Các bạn mở ra, các bạn xoay đó và chúng ta sẽ tháo cái khóa này, và chúng ta có thể sử dụng cái khóa này cho hai sợi dây là sợi dây thép và sợi dây da, bởi vì mỗi đầu sợi dây của chúng ta thì đều có những cái điểm để chúng ta có thể lắp cái khóa này vào. Đây, các bạn có thể thấy rất là rõ. Các bạn sẽ chỉ cần là đây, các bạn sẽ chỉ cần lắp đúng cái chiều này thôi. Đó, chúng ta lắp vào. Chúng ta chỉ cần lắp vào sau và sau đó chúng ta xoay lại là đẹp. Là khóa sẽ cực kỳ chắc chắn. Rất là nhanh chóng và dễ dàng. À, dòng sản phẩm này thì luôn luôn ghi điểm bởi cái sự nhanh nhạy trong thiết kế và thực sự là nó là đầy đủ. À, vì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta mua một được ba các bạn ạ. À, còn lại cái phần thân đồng hồ này thì như các bạn thấy là nó được làm bằng thép không gỉ và hoàn thiện cực tốt. Tất cả thì đều được hoàn thiện và lắp ráp thủ công bằng tay bởi những nghệ nhân của Vacheron cả. Và những cái dòng sản phẩm của Vacheron này nó thuộc top ultra luxury và nó đứng cùng với hàng ngũ về Patek Philippe cũng như là AP, cho nên là các bạn có thể hiểu là tại sao những cái dòng sản phẩm này nó rất đắt. À, trước này thì sử dụng bộ máy đó là bộ máy 5100. Đây là một bộ máy in-house movement của Vacheron Constantin. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 172 chi tiết. Trong đó thì chúng ta sẽ có 37 chân kính, có 60 giờ tích cót và các bạn sẽ có là 28.800 vibration per hour. Thì với bộ máy này thì đạt chuẩn Hallmark of Geneva, tức là như 100% là sản xuất tại Thụy Sĩ, cũng như là lắp ráp thủ công cũng như là đầy đủ. Đó, củ văng của chúng ta thì được làm bằng vàng khối 22K và chạm trổ hình la bàn ở trên bản đồ rất là đẹp. Đây là một cái biểu tượng mà của Overseas, những cái dòng Overseas mới đây. Ngoài ra thì ở đằng sau này thì các bạn sẽ thấy những cái dòng chữ như là 150 m chống nước này, chống nhiễm từ anti-magnetic này, đầu mã sản phẩm 4500V, biểu tượng ở Hallmark Geneva, Swiss Made. Phía bên này thì chúng ta sẽ có serial number của case là 1388287, giống như là trong cái passport. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là thép không gỉ này, stainless steel, và đây là cái thương hiệu Vacheron Constantin. Đáy sau này là một cái đáy xoáy vặn và nó sẽ có 2, 4, 6, 7 cái chấu. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ có 7 cái chấu được sử dụng để vặn cái xoáy này vào. Và cái phần này thì được làm phay xước. Hai phần thân bên của chúng ta thì sẽ được làm bóng. Và với cái phần bóng này thì anh em khi sử dụng thì chúng ta nên tránh để xước các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái E-link cùng với đó là hai cái chấu để chúng ta có thể lắp nhanh các cái sợi dây của chúng ta. Bạn sẽ chỉ cần gắn cái này vào và ấn kịch phát là xong.
Sau đó chúng ta sẽ có một cái đồng hồ đẹp đẽ luôn. Đó, và khi lắp full dây thép vào thì phải nói là cực đỉnh. Mẫu Vacheron Constantin Oversea này hiện tại thì các bạn mua thì bao giờ màu xanh nó cũng đắt nhất và mức giá để sở hữu nó cũng khá là cao. Khi hiện tại với chiếc này thì các bạn mua new thì chắc là nó cũng phải loanh quanh khoảng tầm 7x đến 8x. Thì chiếc này thì bên mình đang có đó là date là 2018. Rất là đẹp full set như các bạn đã xem. Tình trạng đẹp chắc là 98 99%. Thì chiếc này thì bên mình đang để với cái mức giá khá là tốt là khoảng 660 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Vacheron Constantin Oversea màu blue phiên bản 3 kim một lịch này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.